Đây, được lẻ giọng thổ đây. Mã số 56 nhá. Chống lẻ, đây là thổ pha thôi. Để cho các bác giáo sinh viên là 400k, mã số 56. Chim rất là thuần luôn. Chim thuần mà, chim nuôi lên. Anh em nào chốt nhanh nhá, 400k này là mã này, mã hấp dẫn nhất. Hấp dẫn nhất tối hôm nay luôn. Đấy. Đực lẻ nhá, 400k. Đấy. Những con đực bao giờ đầu nó cũng trái chám. Đấy. Con này thổ nó cũng thấy thôi, chỉ có thổ nhiều ấy. Nói chung là ok. Mã cho các bác là cái giá gọi là giá giải phóng mùa đông. Lên cho anh em có 400k để các bác có thể ai cũng có thể chơi được. Sau bão lũ lụt, sau Covid kinh tế nhìn chung rất là trì trệ, nên là số điện thoại của chú Thao là 0335305982. Bác nào nhanh tay nhanh mắt chốt luôn cho em cái mã số 56 này nhé. 400k mà không mua thì không còn cơ hội, bởi vì đây là những cái ngày đầu của cái chương trình mà gọi là giải phóng mùa đông, chú Thao ra là chia bớt cho anh em nuôi đỡ. Đấy, chứ nói thật với các bác là nuôi con chim đủ cườm như này rồi mà bán cho các bác 400k thì chủ gọi là thu hồi tiền thóc, không có tính chất gì buôn bán gì đây cả. Người ta bán con chim gọi là con chim thịt có khi cũng là 200-300 nghìn rồi. Đấy. Các bác có thể liên hệ chú Thao sớm nhé, 0335305982, mã số 56.